bại ở vòng bảng và tạo nên màn ngược dòng kịch tính bậc nhất ở vòng 1/8. Thật trớ trêu là tuyển Anh vẫn bị chê tơi bời dù đã lọt vào top 8 đội mạnh nhất Euro năm nay. Không biết họ sẽ phải thi đấu như thế nào trước Thụy Sĩ để thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate nhận được một lời khen từ người hâm mộ. Câu chuyện của họ sẽ được đề cập trong chương trình Sôi động cùng Euro số 47. Đội hình có tổng giá trị các cầu thủ lớn nhất được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân được trả lương cao nhất trong số các huấn luyện viên tại Euro năm nay. Chỉ chừng đó yếu tố là đủ để chúng ta thấy được tuyển Anh nhận sự kỳ vọng ra sao và sự thất vọng về họ như thế nào sau những màn trình diễn vừa qua. Chiến thắng thôi là chưa đủ, mà có lẽ tam sư phải thắng đẹp, thắng thuyết phục trước Thụy Sĩ thì họ mới làm tất cả hài lòng. Nhưng thực ra, thắng được Thụy Sĩ ở trận này đã là một nhiệm vụ rất khó khăn rồi. Đội tuyển Thụy Sĩ đã có kế hoạch khai thác điểm yếu của đội tuyển Anh như thế nào ở tứ kết Euro 2024 sau khi họ đánh bại Ý và cầm hòa chủ nhà Đức? Đó là câu hỏi mà tờ Sun Sport Anh đặt ra sau khi huấn luyện viên Murat Jakin của Thụy Sĩ tuyên bố ông biết điểm mạnh và điểm yếu của đội tuyển Anh. Vòng tứ kết Euro 2024 đã xác định 4 cặp đấu gồm chủ nhà Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Anh và Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ. Thụy Sĩ đã vượt chỉ tiêu sau khi vào tứ kết, nhưng chắc chắn họ không muốn dừng ở đây sau khi xuất sắc đánh bại Ý 2-0 ở vòng 1/8 và cầm hòa Đức 1-1 ở vòng bảng trong thế dẫn trước tới tận phút bù giờ. Huấn luyện viên Murat Jakin của đội tuyển Thụy Sĩ buông lời cảnh báo đối thủ Anh ở tứ kết Euro 2024 rằng đội bóng của ông đã làm kinh động người Đức và người Ý và bây giờ họ đang đến với đội tuyển Anh. Tuy nhiên, huấn luyện viên Jakin hiểu rằng đội tuyển Anh vẫn có thể tạo ra màn trình diễn bùng nổ đúng lúc đúng thời điểm do họ có một đội hình toàn sao. Huấn luyện viên Jakin chia sẻ rằng đội tuyển Anh có những cầu thủ lớn với sự kỳ vọng rất lớn và họ cần chơi tốt ở giải đấu này. Ví dụ Jude Bellingham, một chàng trai đã vô địch Champions League, nhưng đội tuyển của ông phải tập trung vào tất cả các cầu thủ của họ vì họ có thể tạo nên sự khác biệt. Trước cuộc đụng độ ở tứ kết Euro 2024, lịch sử đối đầu giữa Thụy Sĩ và Anh đang cho thấy sự vượt trội của Tam Sư khi họ bất bại hoàn toàn 13 trên 13 lần, gần nhất chạm trán với đối thủ. Thụy Sĩ và Anh sẽ có màn đụng độ nhau ở tứ kết Euro 2024. Dù khá chật vật để lọt vào đến đây, song Anh đang là đội được đánh giá cao hơn với chất lượng đội hình đồng đều, với những cái tên toàn siêu sao của mình. Lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng đang hoàn toàn ủng hộ Anh, khi trong 13 lần gặp nhau gần nhất, Tam Sư thắng 9, hòa 4, chưa thua bất cứ trận nào trước Thụy Sĩ. 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, tuyển Anh cũng thắng đến 4 lần. Dựa vào lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất giữa Anh và Thụy Sĩ trên mọi đấu trường, Anh đã thể hiện sự vượt trội với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Họ thường xuyên thi đấu với lối chơi bền chặt và hiệu quả, đặc biệt là trong những lần gặp Thụy Sĩ tại các giải đấu lớn và giao hữu. Mặc dù Thụy Sĩ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt, nhưng Anh vẫn giành được những kết quả khả quan, cho thấy sự ổn định và sức mạnh của đội bóng dưới thời huấn luyện viên Gareth Southgate trước đối thủ. Trận đấu giữa Thụy Sĩ và Anh thuộc tứ kết Euro 2024 sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 6 tháng 7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Mercedes-Benz Arena, Đức. Đội tuyển Anh thi đấu thiếu thuyết phục trong suốt giải đấu nhưng họ vẫn giành quyền vào vòng tứ kết sau khi lội ngược dòng đánh bại Slovakia 2-1 sau 120 phút của hiệp chính và hiệp phụ. Ở trận đấu thuộc vòng 1/8 Euro 2024 tối 30 tháng 6, Tam Sư sẽ đối đầu với Thụy Sĩ ở vòng tứ kết khi đoàn quân của huấn luyện viên Murat Jakin đánh bại đương kim vô địch Italy với chiến thắng 2-0 ở vòng 1/8. Tờ Brick Thụy Sĩ tin rằng tuyển Anh sẽ không tạo ra mối đe dọa lớn nào với đội bóng của huấn luyện viên Murat Jakin ở vòng tứ kết. Cho đến lúc này, Tam Sư vẫn thể hiện lối chơi tầm thường, đặc biệt là khả năng ghi bàn trong 4 trận đấu vừa qua. Tờ Brick nhấn mạnh trong bài viết rằng Tam Sư đang có phong độ đáng nghi ngờ cho đến nay. Dù người Anh đã giành chiến thắng ở bảng đấu với Đan Mạch, Slovenia và Serbia, nhưng đội bóng của Gareth Southgate vẫn chỉ ghi được 2 bàn ở vòng bảng, dù giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ tuyển Anh là 1,52 tỷ euro. Các chân sút của Tam Sư cũng không thể hiện được màn trình diễn thuyết phục trước Slovakia. Vì vậy, Thụy Sĩ không có gì phải lo sợ khi đối đầu với tuyển Anh ở vòng tứ kết. Vòng bán kết đang chờ chúng ta phía trước. Một tờ báo khác của Thụy Sĩ là Arrow24 cũng cho rằng lẽ ra tuyển Anh đã bại trận trước Slovakia nếu không có khoảnh khắc xuất thần và may mắn của Jude Bellingham ở phút bù giờ. Tờ Arrow24 bình luận về cơ hội của đội nhà khi gặp đội tuyển Anh rằng thực tế là đội tuyển Anh đã thua trận. Đội bóng của huấn luyện viên Gareth Southgate bị dẫn trước 1-0
cho đến phút bù giờ. Nhưng sau đó Jude Bellingham đã cứu đội bóng của mình bằng một cú dứt điểm thiên tài. Dù thế nào đi nữa, nếu tuyển Anh thi đấu nhạt nhòa ở Düsseldorf vào cuối tuần này, Thụy Sĩ sẽ có cơ hội lớn lần đầu tiên lọt vào bán kết Euro. Lần chạm trán gần nhất giữa tuyển Anh và Thụy Sĩ là trận tranh giải ba UEFA Nations League 2019 khi đoàn quân của huấn luyện viên Southgate giành chiến thắng trên chấm luân lưu. Cho dù hơn 40 năm bất bại trước Thụy Sĩ thì sự nghi ngờ dành cho tuyển Anh vẫn rất lớn ở trận đấu này, bởi đơn giản là với dàn sao thượng thặng trong tay, họ phải chơi ấn tượng hơn rất nhiều so với những gì đã làm ở giải năm nay. Nhưng đó là suy nghĩ của phần đông giới hâm mộ. Trái lại, không ít nhà chuyên môn lại đánh giá lối chơi nhạt nhẽo hiện tại có khi lại là yếu tố giúp Tam Sư đoạt chức vô địch. Rất khó để dành lời khen cho huấn luyện viên trưởng tuyển Anh khi Tam Sư sở hữu lực lượng mạnh hàng đầu giải nhưng lại chơi kém thuyết phục như vậy. Tuy nhiên, ở một giải đấu ngắn ngày như là Euro 2024, kết quả cuối cùng mới là quan trọng nhất. Thực tế người Anh cho thấy bản lĩnh của họ ngày càng mang dáng dấp của một đội bóng vô địch. Mẫu số chung của tuyển Anh ở giải lần này đó là chơi tệ nhưng vẫn có kết quả chung cuộc tốt. Tam Sư làm được điều đó nhờ nhiều cách, bao gồm tận dụng tốt sai lầm của đối thủ, có những cá nhân hóa biết tỏa sáng khi đội bóng cần, chơi phòng ngự để bảo toàn kết quả hay thậm chí là nhờ những điều chỉnh từ huấn luyện viên. Cũng phải kể đến sau khi Anh vào tứ kết, đó là việc họ chưa gặp đối thủ nào thật sự mạnh kể từ đầu Euro 2024, và thực tế Anh cũng gần như không gặp những ứng cử viên vô địch hàng đầu nào khác cho ít nhất đến chung kết. Anh rơi vào bảng đấu với Serbia, Slovenia và Đan Mạch. Ngoài trừ Đan Mạch, cả Serbia và Slovenia đều nằm trong số những đội yếu nhất giải. Ngay cả Đan Mạch cũng khó có thể so với Italy, Đức hay Pháp. Vượt qua Slovakia, Thụy Sĩ sẽ là đối thủ chờ Tam Sư ở tứ kết. Granit Xhaka và các đồng đội vừa có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Italy, nhưng Thụy Sĩ dẫu sao vẫn chỉ là một đội bóng chiếu dưới nếu so với Anh ở châu Âu. So về lực lượng, danh tiếng hay kinh nghiệm ở các sân chơi lớn, Anh đều hơn Thụy Sĩ. Nếu tiến vào bán kết, các đối thủ tiềm năng của đội bóng xứ sương mù cũng không quá vượt trội. Giới chuyên môn có lý do để đánh giá cao tuyển Anh, một đội bóng sở hữu cầu thủ hay nhất Premier League Foden. Chiếc giày vàng của châu Âu Harry Kane, cầu thủ hay nhất La Liga Bellingham luôn biết cách vượt khó. Ở một góc độ nào đó thì vào lúc này, tuyển Anh giống như một võ sĩ túy quyền, hay có thể gọi là một cao thủ võ say, tức là nhìn thì vật vờ giống như là một gã say rượu, nhưng cứ ra đòn là đối thủ lại bất ngờ và bị hạ gục. Liệu trận tới, cao thủ túy quyền sẽ tiếp tục khiến Thụy Sĩ bị đo ván, hay chính Tam Sư sẽ hiện nguyên hình là một gã nát rượu vô chiêu? Nếu mong muốn có câu trả lời sớm hơn cả thời điểm trận đấu khai màn, bạn nhất định phải theo dõi màn tiên tri sau đây. Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với dự đoán cùng Euro với nhà tiên tri Hunter Q của chúng ta. Và trận đấu ngày hôm nay Hunter Q dự đoán đó chính là trận đấu thứ 3 của tứ kết Euro 2024, cặp đấu giữa Anh và Thụy Sĩ. Đến với trận tứ kết này thì đội tuyển Anh đã vượt qua Slovakia với tỷ số sát nút 2-1. Trong khi đó thì Thụy Sĩ cũng đã vượt qua một đội bóng rất tên tuổi của Euro năm nay, đó chính là đội tuyển Ý. Thụy Sĩ đã vượt qua Ý với tỷ số là 2-0 để có mặt ở trận tứ kết này. Và Anh, Thụy Sĩ, đội nào sẽ ghi tên mình vào vòng bán kết? Quý vị hãy cùng chờ sau khi trận đấu này kết thúc. Nhưng trước đó, hãy cùng xem nhà tiên tri của chúng ta Hunter Q sẽ lựa chọn đội tuyển nào đi tiếp quý vị nha. Và để quý vị và các bạn tiện theo dõi, chúng tôi xin được giới thiệu ở bên phía tay trái màn hình của quý vị và các bạn đó chính là quốc kỳ của đội tuyển Thụy Sĩ. Và bên tay phải màn hình của quý vị và các bạn đó chính là quốc kỳ của đội tuyển Anh. Và như vậy là phần dự đoán của Hunter Q đã chính thức bắt đầu. Ngay từ giây phút đầu tiên, chúng tôi đã phát hiện ra Hunter Q di chuyển tới bát ăn bên phía của đội tuyển Thụy Sĩ rồi. Ở góc quay này thì chưa thể phát hiện ra Hunter Q đã ăn hay chưa. Hunter Q đã bò ra ngoài rồi. Tuy nhiên ngay lập tức lại quay trở về bát ăn của Thụy Sĩ. Lần này thì Hunter Q lại di chuyển ra phần giữa sân rồi. Lại chậm chậm di chuyển vào bát thức ăn của đội tuyển Anh. Ở góc quay này cực kỳ khó thưa quý vị và các bạn. Như vậy là ở góc máy va vào cuộc thì Hunter Q đã lựa chọn ăn phần thức ăn bên phía của đội tuyển Anh thưa quý vị và các bạn. Vâng, như vậy là lựa chọn Hunter Q đó chính là lựa chọn đội tuyển Anh là đội tuyển đi tiếp ở trận tứ kết giữa Anh và Thụy Sĩ.
Và lựa chọn của quý vị và các bạn là đội nào đi tiếp đây? Hãy để lại comment cho chúng tôi biết nha. Như đã nói, dự đoán của nhà tiên tri chỉ mang tính tham khảo và tin hay không tin là quyền của bạn. Bạn cũng có quyền thể hiện tài dự đoán của mình bằng cách comment tỷ số chung cuộc trận đấu Anh-Thụy Sĩ vào dưới video này cho chúng tôi. Nếu dự đoán của bạn là đúng và sớm nhất, bạn sẽ nhận được một món quà hấp dẫn từ chương trình. Rất mong sẽ nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Thể lệ chương trình dự đoán trúng thưởng của chương trình Sôi động cùng Euro 2024. Ngay sau khi chương trình dự đoán được đưa ra, khán giả trả lời đúng và nhanh nhất kết quả của trận đấu ở dưới phần comment sẽ nhận được phần quà của chương trình trị giá 200.000 đồng. Để nhận quà, chương trình sẽ xác nhận với khán giả may mắn qua thông tin mà quý vị để lại dưới phần bình luận. Khán giả vui lòng xác nhận lại địa chỉ với chương trình. Thời điểm công bố khán giả may mắn sẽ được chúng tôi cập nhật vào chương trình trưa ngày hôm sau. Vì vậy, quý khán giả hãy theo dõi thường xuyên chương trình và đặc biệt là chương trình công chiếu lúc 12 giờ trưa hàng ngày để biết mình có may mắn trúng giải thưởng hay không.